ngành du lịch cùng các công ty lữ hành đang có những biện pháp đẩy mạnh khai thác các tour du lịch văn hóa tại các di tích, điểm tham quan nổi tiếng ở Hưng Yên. Sau đây là tour du lịch trải nghiệm tại Làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên tổ chức đánh giá mô hình du lịch trải nghiệm nông thôn, làng nghề và các di tích tại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Trong thời gian một ngày, tour du lịch đưa các nhà khoa học, đại diện công ty lữ hành du lịch trải nghiệm không gian văn hóa Bắc Bộ ở Làng Nôm. Đoàn tham quan tìm hiểu tại Chùa Nôm, một ngôi chùa cổ còn lưu giữ được nhiều pho tượng cổ bằng đất có giá trị về mặt lịch sử và mỹ thuật Phật giáo. Chùa Nôm là một trong những điểm du lịch văn hóa thu hút nhiều khách du lịch bởi không gian cổ kính, nhiều điểm tham quan check-in. Bên cạnh đó, đoàn tham quan tìm hiểu các công trình cổ tại Làng Nôm như cổng làng, cầu đá, nhà thờ họ, nhà cổ, đình Tam Tăng. Các thành viên trong đoàn đánh giá đây là tour du lịch hấp dẫn, đa dạng sản phẩm du lịch, điểm tham quan và trải nghiệm ấn tượng. Không gian Làng Nôm, Chùa Nôm và những cái dấu ấn của di tích gắn với lại văn hóa tâm linh, gắn với lại tôn giáo tín ngưỡng và gắn với lại những cái không gian văn hóa cổ của Làng Nôm thực sự là hết sức ấn tượng với tôi. Trải nghiệm của du khách khi đến với lại Làng Nôm sẽ rất là ý nghĩa nếu như chúng ta làm tốt những cái sản phẩm du lịch để chúng ta đạt được những cái sản phẩm du lịch một cách tốt nhất. Và với cái chương trình một ngày hoặc là chương trình hai ngày một đêm thì chắc chắn là chúng ta có thể tạo lập được một cái sản phẩm du lịch thú vị mà không phải nhiều nơi có được. Ngoài tham quan các di tích tại Làng Nôm, tour du lịch còn mang đến cho khách du lịch những trải nghiệm thú vị trong không gian làng quê như trực tiếp xem làm và thưởng thức các đặc sản của địa phương, chơi trò chơi dân gian tại sân đình, nghe hát ca trù chống quân trong không gian đình Tam Giang, tham quan trải nghiệm tại làng nghề đúc đồng Lộng Thượng, xã Đại Đồng, tìm hiểu quy trình đúc đồng và chiêm ngưỡng các sản phẩm của làng nghề. Sau Tết Nguyên đán, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hưng Yên sẽ phối hợp với các đơn vị lữ hành du lịch tổ chức thường xuyên các tour du lịch này. Là một đơn vị lữ hành của tỉnh đã tổ chức các tour, đó là tour trải nghiệm thực tế ở Chùa Lôm, Làng Lôm, xã Đại Đồng. Đây là một điểm đến hứa hẹn sẽ thu hút được rất nhiều khách trong cái dịp Tết Nguyên đán chuẩn bị tới đây ạ. Với những sự chuẩn bị chu đáo cùng với các giải pháp cụ thể của ngành du lịch và chính quyền địa phương để đón đầu khách du lịch, nhất là loại hình du lịch văn hóa tham quan di tích dịp đầu năm, tin tưởng rằng du lịch Hưng Yên sẽ khởi sắc trong năm 2024.